Đây là đại bàng đầu trắng, cái đầu hói trắng dũng mãnh ấy và nền cơ sao sọc cùng nhau tạo thành biểu tượng cho sức mạnh của siêu cường hùng mạnh hàng đầu thế giới, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Còn đây là cá sấu sông Nin, ác mộng hiện hữu trên dòng sông Thiêng, sức mạnh và cơn khát máu của chúng từng được các pharaoh huyền thoại tôn thờ như những vị thần. Một bên là hùng ưng cai trị bầu trời Bắc Mỹ, một bên là hung thú nhuộm đỏ làn nước bằng sinh mệnh con mồi, hai lãnh địa khác nhau, tưởng chừng như nước sông vĩnh viễn không chạm nước giếng. Nhưng mấy ai biết rằng, tận sâu trong huyết quản, chúng đều đang chảy chung một dòng máu của vị vua thống trị Kỷ Tam Điệp. Đừng kìm hãm cơn tò mò đang sôi trào, hãy để kênh máy thời gian đưa bạn trở về thuở xa xưa, hơn cả chính bài quốc ca lá cờ lấp lánh ánh sao hay những kim tự tháp sừng sững giữa sa mạc Bắc Phi. Cùng nhau ta sẽ vén lên bức màn bí mật về ký ức tiến hóa. Mình là Lẻn, chào mừng các bạn đến với tiêu điểm sinh vật Archosaur, nguồn gốc của cá sấu, chim và khủng long. Nguồn gốc: đâu đó khoảng 300 triệu năm về trước, ở thời kỳ mà các nhà khoa học ngày nay gọi là kỷ Permi hay nhị điệp, một mảnh đất vĩ đại đã bành trướng lãnh địa trên bề mặt hành tinh. Sự vĩ đại ấy đã khiến người đời sau phải gọi bằng danh xưng toàn lục địa, Pangaea, người mẹ của mọi lục địa về sau. Cùng với việc đất liền bành trướng, nước biển lùi dần xa xa, ngoài những con cá mọc chân mang tên lưỡng cư trước đây, nhóm sinh vật bốn chân Tetrapod đã chào đón những cư dân thực thụ đầu tiên của mặt đất mang tên Synapsid, còn gọi là mặt thú, tổ tiên của giống thú, gồm cả con người hiện đại, và Sauropsid, còn gọi là mặt thằn lằn, tổ tiên của giống bò sát, mặt thú hoặc mặt thằn lằn. Được sử dụng ở đây là tên gọi dùng cho phân loại sinh học dựa trên cây tiến hóa của mỗi loài, truy ngược từ ngọn, hậu duệ về lại gốc, tổ tiên, chứ không phải là đặc điểm nhận dạng tiên quyết, mà thay vào đó chúng ta căn cứ vào cấu tạo xương, cơ bản nhất là dựa vào hộp sọ. Ví dụ đối với Synapsid, đó là bộ phận gọi là hốc thái dương nằm ở phần trên của hộp sọ, phía sau hốc mắt, bên dưới hốc mắt và xương vẩy. Thông tin chi tiết hơn, quý khán giả có thể xem thêm tại video về Dimetrodon, kẻ thống trị kỷ Permi. Sauropsid thì có đến hai hốc này hoặc không có. Trong suốt kỷ Permi, Synapsid là loài đứng đầu chuỗi thức ăn và chiếm ưu thế trong mọi hệ sinh thái mà chúng xuất hiện. Điều này khiến Sauropsid dù đã lên bờ nhưng vẫn phải loanh quanh kiếm ăn ở những nơi gần nước, đồng thời tiện có đường tẩu thoát nếu không may bị Synapsid nhắm trúng. Ý chí sinh tồn này được thực hiện hóa rõ ràng trên một nhánh Sauropsid được gọi là Archosauromorpha, tạo hóa không phụ lòng kẻ nhẫn nại. Archosauromorpha tạm dịch là hình thái thằn lằn chúa, được cấu tạo từ các từ gốc Hy Lạp là Archon, nghĩa là nhà cầm quyền, Sau, nghĩa là thằn lằn, và Morpha trong tiếng Latin, nghĩa là hình thái. Giống loài này lấy chủng Archosaur hay thằn lằn chúa làm trung tâm, với cách định nghĩa là gồm những loài thằn lằn hoặc bò sát có quan hệ gần gũi với Archosaur hơn so với Lepidosaur, tức là thằn lằn có vảy như rắn, kỳ nhông, kỳ đà hiện đại. Dù mang cái tên khá oai, nhưng khởi đầu của Archosauromorpha nói chung là vất vả. Để có thể tồn tại dưới ách thống trị của Synapsid, chúng phải biến cơ thể mình phù hợp tối đa với cách săn mồi tại vùng sông nước. Chi sau dài hơn chi trước mang lại khả năng bơi lội tốt, đuôi dài, khỏe, hỗ trợ quẫy nước và giữ thăng bằng khi bơi, mỏ dài, răng nhọn, giúp bắt cá dễ dàng. Tuy nhiên, chúng không hài lòng với cuộc sống chui lủi tạm bợ ấy. Kẻ mang danh quân vương luôn nhẫn nại chờ đợi thời cơ để rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Và tương lai ấy cũng đã đến. 252 triệu năm trước, tại vùng đất ngày nay được gọi là Siberia, những đợt địa chấn cứ nối tiếp nhau xuất hiện, gióng lên tiếng chuông khải huyền về ngày tận thế kinh hoàng nhất trong lịch sử tiến hóa, cuộc đại diệt chủng kỷ Permi-Triad. Loài Synapsid đã may mắn sống sót trong cơn hấp hối, nhưng đã suy yếu rất nhiều. Tạo hóa không thương xót kẻ thất thế trong cuộc chơi sinh tồn. Người mạnh hơn sẽ dẫn dắt thời đại mới, và kỷ Triad đã ghi danh Archosaur, những vị vua của thời đại mới. Với việc hầu hết các loài Synapsid thống trị bị xóa sổ, cộng thêm nhiệt độ trái đất ấm lên khá nhiều
sau vụ diệt chủng kỳ Permi, thì rào cản ngăn trở Sauropsid nói chung và Akoso nói riêng tiến sâu vào nội địa đã không còn nữa. Triều đại của Akoso chính thức bắt đầu, huy hoàng và rực rỡ suốt hơn 180 triệu năm của đại trung sinh Mesozoic, kéo dài từ kỷ Triad qua kỷ Jura rồi kết thúc tại kỷ Krita. Đúng như tên gọi thần lằn chúa, Akoso là những con thần lằn to ngoại cỡ, mang nhiều đặc điểm hình thái bề ngoài giống loài cá sấu hiện đại, được chia vào hai nhánh chủ dựa theo cách phân loại phổ biến hiện nay là truy ngược bộ gen di truyền từ đời con cháu về ngược lại cụ tổ như đã đề cập ở phần đầu video, đó là Pedosuchia và cá sấu tiền sử. Pedosuchia còn được gọi không chính thức là Akoso dòng cá sấu, gồm 3 loài tiêu biểu là Aetosauria, những con vật ăn cỏ có kích thước từ trung bình đến lớn, sở hữu đầu nhỏ so với kích thước cơ thể, mõm hếch, chi thẳng và đặc biệt nhất là lớp áo giáp phủ kín cơ thể, được tạo thành từ những phần xương tiến hóa thành dạng vảy. Một số loài còn sở hữu thêm hàng gai nhọn chạy dọc sống lưng và hai bên hông như Longosuchus, thậm chí là có cả sừng như Desmatosuchus. Loài ăn cỏ phân bố khá rộng rãi, hiện tại trừ châu Á và Nam Cực thì những nơi khác đều có thể tìm thấy hóa thạch của chúng. Có ăn cỏ thì phải có ăn thịt. Nhân vật kế tiếp là Raisuchia, máy xay thịt hàng đầu của thời đại. Sinh vật hung hãn này thường dài từ 4 đến 6 mét, tương quan kích thước đầu thân cân đối hơn rất nhiều so với Aetosauria. Với bộ nhai được chuyên biệt hóa cho công tác xẻ thịt, loài Raisuchia đầu tiên được biết tới là Teratosaurus, trong đó Tera lấy từ gốc Hy Lạp là Terat, nghĩa là quái vật, cho thấy sự ấn tượng của các nhà cổ sinh vật học với tạo vật săn mồi này. Cuối cùng là Crocodilomorpha, những con cá sấu tiền sử với chủng loài điển hình nhất là Spenosuchia. So với Aetosauria và Raisuchia thì Spenosuchia nhỏ con hơn rất nhiều, chỉ dài trên dưới 1 mét, giữ lại nhiều đặc điểm từ kỷ Permi như thân thon, mõm dài để tiện kiếm thức ăn ở vùng nước. Kể từ khi xuất hiện cho đến cuối kỷ Triad thì Aetosauria và Raisuchia lần lượt là những sinh vật ăn cỏ và ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn. Xui rủi thay, vinh quang ấy không phải dài lâu, bởi vụ diệt chủng diễn ra cuối kỷ này đã quét sạch gần như toàn bộ nhóm Pedosuchia, chỉ số ít thoát nạn, bao gồm Spenosuchia. Để sống sót, Spenosuchia đã quay về hẳn với phong cách đam mê thủy sinh của tổ tiên. Một số thì chọn dọn nhà xuống đại dương bao la để sống, hình thành nên chủng loài thằn lằn biển Thalatosuchia. Một số khác thì tiến hóa thành Neosuchia với sở thích rình rập phục kích dưới làn nước, tổ tiên của cá sấu hiện đại, mà cá sấu sông Nin là đứa cháu giữ gìn bộ gen tốt nhất. Và một trong số những nguyên nhân khiến Spenosuchia phải chọn cách sinh tồn đầy né tránh ấy, không ai khác chính là những người anh em khổng lồ đến từ nhánh Avimetatarsalia mang tên khủng long. Avimetatarsalia và ước mơ chinh phục bầu trời. Có một hiểu lầm thường thấy về loài khủng long, sinh vật biểu tượng của đại trung sinh, tới nỗi niên đại này còn được gọi là kỷ nguyên của khủng long, đó là khủng long là tổ tiên trực tiếp của loài cá sấu, hoặc cá sấu chính là hóa thạch sống còn sót lại từ thời đại khủng long. Tuy nhiên, nhận định này hoàn toàn không chính xác, bởi nghe thì có hơi khó tin, nhưng thực tế, vai trò đó lại thuộc về giống loài mang tên khoa học AV, còn trong tiếng Việt nghĩa là chim, gồm cả đại bàng đầu hói trên quốc huy Hoa Kỳ và con gà luộc trên mâm cơm. Câu chuyện mới nghe thì có vẻ hơi cấn cấn này, có thể tóm tắt như sau. Ngoài Pedosuchia thì Avimetatarsalia là nhánh lớn còn lại của Akoso. Avimetatarsalia sở hữu hai ông cháu ngạo nghễ vượt qua cuộc diệt chủng cuối kỷ Triad để bước lên địa vị thống trị từ đầu kỷ Jura đến cuối kỷ Krita là khủng long Dinosaur và thằn lằn bay Pterosaur. Đến đây, nếu bạn nghĩ thằn lằn bay chắc là tổ tiên của chim thì nên nhớ rằng tạo hóa thường không thích sự đơn giản như vậy. Trong bầy khủng long có một giống loài nhỏ con tên là Silurosauria với cơ thể được bao bọc bằng rất nhiều lông vũ. Với khát vọng thống trị bầu trời
Trong nhiều triệu năm, chúng đã từ bỏ đặc điểm của một con khủng long săn mồi là nanh và vuốt, nhiều lông hơn, sải cánh lớn hơn, đuôi ngắn lại. Và kết quả chính là sự ra đời của điểu long Archaeopteryx, hay còn được gọi là chim nguyên thủy. Nhân vật được hầu hết các nhà khoa học công nhận là thủy tổ của một giống loài hoàn toàn mới gọi là chim, có thể bay bằng lông vũ thay vì màng da như thằn lằn bay. Đến đây, hy vọng các bạn đã hiểu thêm được phần nào về sự kỳ diệu của tạo hóa, vì đôi khi thứ bạn nhìn thấy chưa hẳn đã là tận cùng chân lý. Nếu có bất kỳ ý kiến nào khác, mong các bạn hãy nhiệt tình chia sẻ để cùng trao đổi với chúng mình nhé. Và đó là câu chuyện về mối quan hệ giữa cá sấu với khủng long và chim. Kênh Máy Thời Gian đã chính thức mở gói hội viên dành cho những bạn muốn ủng hộ kênh. Điều này góp phần tạo cho đội ngũ Máy Thời Gian có thêm động lực để phát triển cho kênh YouTube và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Triều đại của khủng long kéo dài suốt 180 triệu năm, đánh dấu một trong những giai đoạn huy hoàng và kỳ vĩ nhất trong lịch sử trái đất. Bắt đầu từ kỷ Triad, phát triển rực rỡ trong kỷ Jura và kết thúc vào cuối kỷ Phân Trắng, khủng long đã thống trị mọi lục địa, từ những cánh rừng rậm rạp đến sa mạc khô cằn, từ đồng bằng bạt ngàn cho đến những vùng ven biển. Khủng long không chỉ đa dạng về hình dáng, kích thước mà còn phong phú về lối sống, bao gồm cả những loài ăn cỏ hiền hòa và những loài săn mồi hung tợn. Triều đại này không chỉ đánh dấu sự phát triển của một loài động vật khổng lồ mà còn mở ra những hiểu biết sâu sắc về sự tiến hóa, thích nghi và biến đổi của trái đất trong suốt hàng triệu năm dài. Hello mọi người, mình là Lẻ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Giờ thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về giai đoạn đầu của khủng long nhé. Ngậm đắng nuốt cay. Như đã biết, khủng long, chim và cá sấu có chung một gốc được gọi là Archosaur, tức là thằn lằn chúa. Từ Archosaur tách ra hai nhánh, một là Pseudosuchia, dòng dõi của cá sấu, hai là Avimeta thassalia, nghĩa là bàn chân chim, đây là dòng dõi của thằn lằn bay Pterosaur, và chim, bao gồm tất cả khủng long. Loài Archosaurus là một loài thuộc nhánh của đại gia đình cá sấu. Tên của chúng được lấy để đặt cho toàn bộ gốc rễ của cá sấu, chim và khủng long. Chúng đã tồn tại từ cuối kỷ Permi và sau cuộc đại tuyệt chủng Permi Triad. Họ hàng Archosaurus đã trở thành những loài thống trị kỷ Triad thay cho tổ tiên của động vật có vú là các Synapsid. Các loài cá sấu cổ đại trở nên đa dạng vào thời điểm này, từ động vật ăn cỏ cho đến những loài ăn thịt, đầu đầu cũng là cá sấu. Thậm chí chúng còn có những con cá đại dương Thalassosuchia cai quản cả vùng nước. Vào 230 triệu năm trước, loài khủng long có thể đầu tiên đã bước đi vào kỷ tam điệp. Chúng có tên là Erator. Có thể sẽ có thêm một số loài khác nữa. Tuy nhiên, đây là hóa thạch khủng long có niên đại cổ nhất mà các nhà khảo cổ tìm được tính cho đến thời điểm hiện tại. Vì thế, chúng ta sẽ xem Erator là loài khủng long đầu tiên. Erator có chiều dài tính từ đầu đến đuôi là gần 1 mét, nặng khoảng 10 kg. Kích thước này hơn một con gà, nhưng nhỏ hơn nhiều so với mấy con chó hiện đại mà chúng ta nuôi trong nhà. Với thể trạng như vậy, đủ để thấy giai đoạn đầu của thủy tổ khủng long sống khổ cực đến nhường nào, khi các loài bò sát hình thái Archosaur vô cùng to lớn, đặc biệt là các loài ăn thịt. Đến gần cuối kỷ tam điệp, cơ thể của khủng long có chút cải thiện khi chúng đã to lớn hơn nhiều so với Erator như là Coelophysis, với chiều dài khoảng 2,5 đến 3 mét và nặng từ 15 đến 20 kg. Coelophysis có chiếc cổ dài, đầu nhỏ với hàm đầy những chiếc răng sắc nhọn, hoàn hảo cho việc săn bắt các loài động vật nhỏ như bò sát, côn trùng và có thể cả những con khủng long nhỏ khác. Chân sau dài và mạnh mẽ giúp nó chạy nhanh để đuổi theo con mồi, trong khi chân trước nhỏ hơn và có 3 ngón có thể được dùng để cầm nắm hoặc hỗ trợ săn bắt. Hay to hơn nữa là Plateosaurus, một trong những loài khủng long ăn cỏ đầu tiên, sống vào cuối kỷ Triad, cách đây khoảng 214 đến 204 triệu năm. Plateosaurus có kích thước lớn hơn so với thời kỳ của nó, với chiều dài khoảng 8 đến 10 mét và nặng từ 1,5 đến 4 tấn.
Loài khủng long này là thành viên thuộc nhóm Rosaurobot, những loài khủng long tổ tiên của các sauropod ăn cỏ khổng lồ sau này như Rachiosaurus và Diplodocus. Tuy nhiên, những con số vừa rồi chỉ là muỗi nếu so với những họ hàng cá sấu hình thái thần lằn chúa. Lấy ví dụ như Phasolosuchus là loài Rhynchocyon lớn nhất từng được mô tả và cũng là loài săn mồi trên cạn lớn nhất không phải khủng long. Nó có chiều dài từ 8 đến 10 mét và nặng khoảng 3 tấn. Cho nên, các loài khủng long kỳ tam điệp chỉ phải sống dưới bóng của những gã bò sát vừa to lớn, vừa mặc giáp kia. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thời cơ chín mùi rồi cũng tới, ngập đắng nuốt cay, chờ ngày trỗi dậy, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Trái đất lại một lần nữa khởi động lại máy chủ, reset gần như toàn bộ dữ liệu trên cạn, dưới nước và cả trên không. Hỗn loạn không phải là vực thẳm, hỗn loạn là nấc thang. Sau quãng đường dài 41 triệu năm, hành trình của Triad cũng bước tới hồi kết, mở đầu bằng vụ diệt chủng và kết thúc cũng bằng một vụ diệt chủng. Khoảng 201 triệu năm trước, bể magma, trung tâm Đại Tây Dương, bể magma lớn nhất với diện tích 11 triệu km vuông bắt đầu phun trào ở trung tâm của lục địa Pangaea. Mở đầu cho 4 đợt phun trào kéo dài trong khoảng 600.000 năm đã gây nên cái gọi là cuộc diệt chủng Triad Jura. Những trận lũ dung nham ồ ạt trào ra từ miệng núi lửa đã giải phóng một lượng khổng lồ CO2, đồng thời xâm nhập qua các lớp trầm tích dầu chất hữu cơ và thiêu cháy nó, giải phóng thêm lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển. Kết quả là nhiệt độ trái đất tăng nhanh chóng thêm 3-4 độ C. Sự nóng lên toàn cầu như vậy lại tiếp tục dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các cơn bão và hình thành sấm sét như một hệ quả tất yếu. Sấm sét càng nhiều thì cháy rừng cũng theo đó mà dữ dội hơn. Địa chấn, phun trào núi lửa, bão, sấm sét và cháy rừng, tất cả gộp lại đã đưa đến khung cảnh của ngày tận thế. Và như chưa đủ tồi tệ, cùng với hiệu ứng nhà kính, sự gia tăng CO2 đột ngột cũng dẫn tới sự xuất hiện của hiện tượng axit hóa đại dương. Lượng lớn CO2 được biển hấp thụ khiến H2CO3 bị phân ly thành HCO3 và hydro. Sự gia tăng ion hydro làm giảm mạnh độ pH của biển, dẫn đến sự suy giảm của các loài thân mềm có vỏ và san hô vì chúng cần CaCO3 để tạo vỏ và xương, kèm theo đó là sự sụp đổ của hệ sinh thái biển. Dẫu vậy, có thể coi là khá may mắn khi hậu quả của vụ diệt chủng này không kinh hoàng như của kỷ Permi, hoặc có thể nói là tuyệt chủng có chọn lọc, với chỉ khoảng 22-34% số sinh vật biển biến mất. Trên đất liền, thủy tổ của các loài có vú, các synapsid to xác đã biến mất, những con bò sát, lưỡng cư to cổ bị quét sạch. Hệ thực vật, động vật có vú tiến hóa từ Cynodon, cá sấu, khủng long và rực long thì gần như còn nguyên vẹn. Kẻ thức thời. Trên đất liền, các sinh vật dễ bị tổn thương bởi thời tiết cực đoan hơn so với các sinh vật biển, trong khi đại dương có khả năng làm giảm tác động của sự thay đổi nhiệt độ từ khí quyển, thì các sinh vật trên cạn không có nơi để ẩn náu. Vào cuối kỷ Triad, trái đất trở nên nóng đến mức ít loài thực vật và động vật nào có thể tồn tại ở các vùng xích đạo và nhiệt đới. Tuy nhiên, thời kỳ này không phải lúc nào cũng nóng. Những mùa đông núi lửa xuất hiện sau các đợt phun trào lớn, khi cho núi lửa che khuất ánh sáng mặt trời từ cực nam đến cực bắc, nhiệt độ giảm mạnh và các loài thực vật gặp khó khăn trong quá trình quang hợp, giống với các loài bò sát ở thời điểm đó. Những con khủng long đầu tiên có cơ thể vốn nhỏ bé hơn nhiều so với những họ hàng cá sấu cổ đại. Trong ba nhóm chính của Pseudosuchia, chỉ còn mỗi Phenosuchia là vượt qua được thảm họa. Nhờ nhỏ bé mà vì thế khủng long có thể dễ dàng tìm được nơi để trú ẩn, y như cách mà các tổ tiên của chúng ta đã lẩn trốn khủng long, cũng như vượt cuộc tuyệt chủng cuối kỷ phần trắng. Ngoài ra, một đặc điểm sinh học khác biệt mà vào thời điểm đó chỉ có khủng long mới có, chính là lông vũ. Khi nắng nóng, lông vũ có thể bảo vệ khủng long khỏi ánh nắng mặt trời, giúp chúng tránh khỏi sự mất nước, đặc biệt vào những lúc nhiệt độ thấp, cụ thể là mùa đông núi lửa làm giảm nhiệt độ của trái đất. Lông vũ cũng góp phần giữ ấm cơ thể, hỗ trợ cho những chú tiểu long có kích thước khiêm nhường này vượt qua ngày thanh trừng của đất mẹ Gaia. Và đó là giai đoạn đầu trong 180 triệu năm lịch sử của các loài khủng long. Chúng đã có những chuẩn bị cực tốt trước thiên tai. Giờ đây, chúng sẽ chọn đi theo con đường nào? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo.
Trải qua kỷ tam điệp gian nan, kỷ Jura chào đón khủng long với những điều kiện không thể tuyệt vời hơn. Liệu loài khủng long sẽ đi xa được bao nhiêu? Chúng sẽ chọn con đường nào để phát triển? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Mình là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những triều đại lâu nhất lịch sử trái đất, khủng long trong kỷ Jura. Thế giới bình yên. Môi trường kỷ Jura có khí hậu ấm áp và ổn định hơn nhiều so với kỷ Tam Điệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thực vật. Trong kỷ Jura, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn hiện tại từ 5 độ C đến 10 độ C, với các đại dương ấm hơn khoảng 8 độ C. Khí hậu kỷ Jura được cho là không có băng giá cực đại như hiện nay, và mô hình khí hậu cho thấy rằng các khu vực gần cực vào mùa hè vẫn có nhiệt độ cao, đủ để hỗ trợ sự sống, dù mùa đông có thể kéo dài và có lúc xuất hiện tuyết, trong khi kỷ Tam Điệp có nhiều biến động khí hậu và sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ. Kỷ Jura lại là giai đoạn phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái. Thực vật phát triển dày đặc, đặc biệt là ở các khu vực có nhiều tháng ánh sáng ban ngày liên tục gần cực. Nhiệt độ ấm áp cùng độ ẩm cao trong khí quyển đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của các loại cây hạt trần như tuế, dương xỉ và thông. Các khu rừng dày đặc bao phủ phần lớn lục địa là một trong những đặc điểm nổi bật của kỷ này. So với kỷ Tam Điệp, môi trường kỷ Jura có sự ổn định và điều kiện sống tốt hơn cho thực vật, giúp chúng phát triển mạnh mẽ. Độ ẩm không khí cao và sự lưu thông khí quyển thuận lợi đã thúc đẩy một chu kỳ thủy văn phong phú với lượng mưa lớn tập trung ở các khu vực biển, nhưng cũng có những vùng sa mạc rộng lớn trên đất liền. Mặc dù có những vùng khô hạn, nhưng với sự phong phú về nước và nhiệt độ ổn định, kỷ Jura là thời kỳ cực kỳ phù hợp cho sự phát triển của thực vật trên toàn cầu. Lựa chọn con đường. Sau cuộc tuyệt chủng của các loài Pseudosuchia vào cuối kỷ Tam Điệp, khủng long đã bước vào giai đoạn tiến hóa và phát triển mạnh mẽ nhờ điều kiện thiên nhiên ưu ái và hệ sinh thái đa dạng. Sự tuyệt chủng của các loài động vật ăn thịt lớn thuộc nhóm Pseudosuchia đã tạo ra một khoảng trống trong hệ sinh thái, cho phép khủng long, đặc biệt là các loài ăn thực vật, nhanh chóng chiếm lĩnh và phát triển vượt bậc. Điều kiện khí hậu trong kỷ Jura sau đó trở nên ổn định hơn, với nhiệt độ ấm áp và độ ẩm cao tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của thực vật. Các loài thực vật như dương xỉ, tuế và cây hạt trần phát triển dày đặc, bao phủ khắp các lục địa. Môi trường phong phú này cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho các loài khủng long ăn thực vật, và đó chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của chúng. Khi các loài thực vật phát triển mạnh mẽ, các loài khủng long ăn cỏ như sauropod và ornithopod đã tiến hóa nhanh chóng về kích thước và số lượng. Những loài khủng long khổng lồ này trở thành động lực chính trong chuỗi thức ăn, chi phối hệ sinh thái đất liền. Với chuỗi thức ăn dồi dào và điều kiện tự nhiên thuận lợi, khủng long ăn cỏ đạt đến kích thước khổng lồ, tạo nên sự đa dạng về loài và hình dáng cơ thể để thích nghi với các môi trường sống khác nhau. Sự bùng nổ của các loài khủng long ăn cỏ cũng kéo theo sự phát triển của các loài khủng long ăn thịt. Khi số lượng khủng long ăn cỏ tăng lên, các loài khủng long ăn thịt phải tiến hóa để săn mồi hiệu quả hơn. Những loài ăn thịt như Allosaurus và Ceratosaurus đã phát triển các kỹ năng săn mồi vượt trội, trở thành những kẻ săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái kỷ Jura. Sự tiến hóa của chúng không chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh, mà còn là khả năng chiến lược trong việc săn bắt những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ. Nhìn chung, sự phát triển vượt bậc của khủng long sau cuộc tuyệt chủng của Pseudosuchia là quá trình phức tạp, được thúc đẩy bởi điều kiện tự nhiên thuận lợi và phát triển mạnh mẽ của thực vật. Mối quan hệ giữa thực vật, khủng long ăn thực vật và động vật ăn thịt đã tạo nên một hệ sinh thái cân bằng và bền vững, giúp khủng long trở thành nhóm động vật thống trị trái đất trong suốt kỷ Jura và kỷ phần trắng. Các họ lớn xuất hiện, gọi là thời đại khủng long, nhưng không phải tất cả loài khủng long đều chung sống cùng một thời điểm. Ở những giai đoạn khác nhau trong kỷ Jura, sẽ có tồn tại những loài khủng long tiêu biểu ở thời điểm đó. Dần chúng sẽ tiến hóa thành những loài khủng long nổi tiếng mà chúng ta biết, hoặc bằng nhiều lý do khác nhau khiến chúng không tồn tại nữa. Vào đầu kỷ Jura, tiêu biểu có sự xuất hiện của các loài khủng long nguyên thủy. Chúng là thủy tổ và có hình thái khá giống với những loài thường xuyên được lên phim. Trong đó, đại diện của nhóm khủng long hông chim là khủng long ba sừng
Ceratopsia đến từ Trung Quốc, với cái tên đầu là Yinglong hay Ấn Long, sống vào cuối kỷ Jura và được xem là một trong những loài Ceratopsian nguyên thủy nhất. Nó có kích thước nhỏ, chỉ dài khoảng 1,2m và chưa phát triển sừng lớn hay diềm sừng lớn ở phía sau đầu như các loài Ceratopsian sau này. Tuy nhiên, nó đã có những đặc điểm cơ bản của Ceratopsian như xương má nhô ra và bộ hàm phát triển để ăn thực vật. Kaelyansarek hay thằn lằn chiều dương là một loài Ceratopsian nhỏ khác sống vào cuối kỷ Jura giống như Yinglong. Kaelyansarek cũng có kích thước nhỏ và chưa phát triển những đặc điểm điển hình của Ceratopsian hiện đại, nhưng nó bắt đầu thể hiện cấu trúc cơ thể phù hợp với lối sống ăn thực vật. Ngoài ra, còn có khủng long hoa liên. Hoa liên Ceratops cũng thuộc nhóm Ceratopsian ban đầu sống vào cuối kỷ Jura. Tiếp theo là nhóm khủng long hông thằn lằn, với đại diện cho nhóm ăn cỏ là các sauropod. Vulcanodon, một trong những sauropod nguyên thủy sống ở châu Phi vào đầu kỷ Jura. Vulcanodon dài khoảng 11-12m, nặng từ 8-10 tấn. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn nhiều so với các sauropod sau này, loài này đã sớm phát triển các đặc điểm phù hợp với việc ăn thực vật và tiêu thụ cây cỏ. Cổ của Vulcanodon ngắn hơn, nhưng đủ dài để hỗ trợ trong việc ăn các loại thực vật thấp. Với sự tiến hóa này, Vulcanodon mở đường cho sự phát triển của các loài sauropod lớn hơn về sau. Brachiosaurus là một trong những sauropod khổng lồ tiêu biểu của kỷ Jura. Brachiosaurus có chiều dài khoảng 18-22m và nặng tới 40 tấn. Điểm đặc biệt của loài này là chân trước dài hơn chân sau, giúp nó có thể dễ dàng vươn tới các tán cây cao để lấy thức ăn. Với cổ dài vươn lên cao, Brachiosaurus sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Jura, nơi khí hậu ấm áp và môi trường nhiều cây cối đã hỗ trợ cho sự phát triển mạnh mẽ của nó. Diplodocus khác với Brachiosaurus. Diplodocus có thân hình dài và mảnh khảnh, với chiều dài lên tới 30m nhưng trọng lượng nhẹ hơn, chỉ khoảng 10-15 tấn, đặc trưng bởi đuôi rất dài, có thể dùng để tự vệ. Diplodocus chủ yếu ăn thực vật mọc thấp và cây bụi. Loài này sinh sống ở các vùng khô cằn của Bắc Mỹ vào cuối kỷ Jura, nơi thảm thực vật thấp và rộng lớn phù hợp với cơ thể linh hoạt và cấu trúc đặc thù của nó. Cuối cùng là các loài theropod ăn thịt với các đại diện sau. Allosaurus. Allosaurus dài khoảng 8-12m và nặng từ 2-4 tấn. Là loài theropod lớn và nổi bật nhất vào cuối kỷ Jura ở Bắc Mỹ. Với bộ hàm khỏe và răng sắc nhọn, loài này chuyên săn các loài khủng long ăn cỏ lớn như sauropod. Allosaurus được biết đến với khả năng cắn mạnh và xé thịt con mồi một cách hiệu quả nhờ cấu trúc răng hàm dưới đặc biệt. Nhờ sự linh hoạt và khả năng di chuyển nhanh, nó chiếm ưu thế trong chuỗi thức ăn và duy trì vị trí săn mồi đầu bảng. Ceratosaurus. Ceratosaurus dài khoảng 6-7m và nặng từ 500-1000kg, sống vào cuối kỷ Jura ở Bắc Mỹ và châu Âu. Đặc trưng của loài này là chiếc sừng nhỏ trên mũi và thân hình gọn nhẹ, cho phép nó săn mồi đa dạng, từ khủng long nhỏ đến cá và thậm chí là xác thối. Khả năng săn mồi linh hoạt giúp Ceratosaurus cạnh tranh với các loài theropod lớn hơn như là Allosaurus. Đuôi dài và khỏe của nó cũng hỗ trợ trong việc di chuyển và săn bắt. Megalosaurus. Megalosaurus dài khoảng 7-9m và nặng từ 1-1,5 tấn. Là một trong những theropod đầu tiên được phát hiện và mô tả khoa học ở châu Âu vào giữa và cuối kỷ Jura. Loài này có hàm răng sắc bén và cấu trúc cơ thể linh hoạt, thích hợp cho việc săn mồi khủng long ăn cỏ và các động vật nhỏ hơn. Khả năng di chuyển nhanh và sức mạnh của Megalosaurus đã giúp nó trở thành một thợ săn hiệu quả, đối đầu với các loài săn mồi lớn mà không gặp nhiều khó khăn. Tuyệt chủng để mạnh hơn. Kỷ Jura mở ra thời kỳ hoàng kim của khủng long, khi điều kiện thiên nhiên vô cùng ưu ái cho sự phát triển mạnh mẽ của chúng. Khí hậu ấm áp, thực vật phong phú và môi trường ổn định đã tạo cho nhiều loài khủng long, đặc biệt là các loài khổng lồ như sauropod, phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, vào cuối kỷ Jura, trái đất đã trải qua những biến động môi trường lớn,
dẫn đến cuộc tuyệt chủng làm thay đổi đáng kể hệ sinh thái. Điều đáng chú ý là, dù xảy ra sự kiện tuyệt chủng này, khủng long không chỉ không bị xóa sổ, mà còn tận dụng sự biến đổi để tiếp tục tiến hóa và phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ phân trắng. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Jura là một sự kiện có tác động lớn, nhưng nó không có tính chất hủy diệt hàng loạt như sự kiện cuối kỷ phân trắng. Những thay đổi về khí hậu như sự phân chia của siêu lục địa Pangaea cùng với hoạt động núi lửa và biến động mực nước biển đã gây ra sự sụt giảm của nhiều loài khủng long lớn. Các loài khủng long ăn cỏ khổng lồ như Rachiosaurus và Diplodocus vốn thống trị kỷ Jura đã không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, thay vì bị tuyệt diệt, khủng long đã tận dụng cơ hội để thích nghi với môi trường thay đổi. Điều kiện kỷ Jura với nhiệt độ cao và hệ sinh thái đa dạng đã giúp các loài khủng long có nền tảng phát triển bền vững, và cuộc tuyệt chủng cuối kỷ này đã không đủ mạnh để quét sạch chúng. Thay vào đó, nó đã tạo ra cơ hội để nhiều loài khủng long mới xuất hiện và chiếm lĩnh các ngành sinh thái còn trống. Trong kỷ phân trắng, khủng long đã tiến hóa thành nhiều nhóm loài đa dạng hơn, phù hợp với môi trường mới. Các loài khủng long ăn cỏ mới như Triceratops và Hadrosaur đã thay thế các loài cũ, trong khi những loài khủng long săn mồi mới như Tyrannosaurus trở thành kẻ thống trị chuỗi thức ăn. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Jura không phải là kết thúc cho khủng long, mà chính là một bước ngoặt mở ra kỷ nguyên mới cho sự đa dạng và tiến hóa của chúng. Nhờ điều kiện thuận lợi từ kỷ Jura và khả năng thích nghi tốt, khủng long đã không chỉ sống sót qua sự kiện này mà còn phát triển rực rỡ trong hàng chục triệu năm tiếp theo, thống trị hành tinh cho đến sự kiện tuyệt chủng cuối cùng vào kỷ phân trắng. Chúng ta đã có thể thấy rõ con đường mà các loài khủng long chọn để phát triển. Trước kia ở kỷ tam điệp cuộc sống khó khăn khiến chúng nhỏ bé, nhưng khi được thiên nhiên ưu ái, chúng đã chọn lớn lên cùng với thiên nhiên, kích thước thay đổi vượt trội hơn các loài cá sấu cổ đại trước đó. Quyết định này sẽ đưa loài khủng long đến đâu? Xin mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Jura diễn ra có thể coi là khá nhẹ nhàng đối với các loài khủng long. Nó không to lớn như đại diệt chủng cuối kỷ Permi, không quét sạch hàng loạt như cuối kỷ Triass, nhưng nó cũng lấy đi nhiều loài khủng long, khiến chúng biến mất hoặc suy yếu trong kỷ phân trắng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với hành trình chinh phục của loài khủng long, lại là đèn đây. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Jura đã lấy đi một số loài khủng long nổi tiếng. Chúng ta có thể điểm qua một số cái tên sau. Stegosaurus, đây chắc là loài nổi tiếng nhất trong kỷ Jura. Chúng thường bị nhầm lẫn về thời gian sống, bởi vì phim ảnh các thứ thường để chúng sống cùng các loài như khủng long ba sừng Triceratops hay các loài ăn cỏ khác sống vào kỷ phân trắng. Hóa thạch của chúng được tìm thấy nhiều nhất ở trong kỷ Jura, và sang đến đầu kỷ phân trắng, gần như không còn phát hiện được dấu vết gì về loài này. Tiếp theo là Apatosaurus, hay ngày trước còn gọi là Brontosaurus, giờ thì cũng bị thay tên đổi họ rồi, là những con khủng long sauropod sống vào kỷ Jura. Cũng giống như Stegosaurus, hóa thạch thuộc kỷ Jura. Nhưng đến kỷ phân trắng, thậm chí loài này không còn cơ hội để lại bất kỳ dấu tích gì của chúng, bởi do kích thước khủng long của mình, chúng trở thành nạn nhân ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt thiên tai. Cuối cùng là các loài khủng long ăn thịt theropod. Những kẻ chuyên săn Stegosaurus và Apatosaurus là Allosaurus. Đến kỷ phân trắng, chúng không còn cơ hội làm điều đó nữa. Không phải vì hai loài kia tuyệt chủng mà chúng cũng đi theo luôn. Có lẽ chúng vẫn sẽ tiếp tục săn hai loài ăn cỏ này ở thế giới bên kia. Hóa thạch của chúng không còn được phát hiện trong các tầng đất đá của kỷ phân trắng. Tuy nhiên, dòng dõi của chúng là họ Carnosaur vẫn tồn tại và phát triển. Các loài khủng long đầu tiên đã may mắn sống qua kỷ tam điệp nhờ kích thước nhỏ và bộ lông chống lại thời tiết của chúng. Nhưng đến kỷ phân trắng, khi không còn kẻ nào có thể ngăn cản chúng, khủng long bắt đầu to lớn. Kích thước to lớn. Thực vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nguồn thức ăn, môi trường sống và các yếu tố sinh thái khác, giúp khủng long phát triển đến kích thước khổng lồ. Dưới đây là những khía cạnh chủ chốt về ảnh hưởng của thực vật lên kích thước của khủng long. Nguồn thức ăn dồi dào và đa dạng. Trong kỷ phân trắng, sự bùng nổ của thực vật hạt kín, tức là mấy cây ăn quả, đã cung cấp một nguồn thức ăn phong phú cho khủng long ăn thực vật. Nguồn thực vật này không chỉ đa dạng về loài
mà còn khác nhau về độ cao, kích thước và hàm lượng dinh dưỡng. Các khu rừng rậm rạp với cây cao, cây bụi, rừng xỉ và cây có hoa đã tạo điều kiện lý tưởng cho các loài khủng long ăn cỏ phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, loài Titanosaurus, một trong những sauropod lớn nhất của kỷ phấn trắng, đã phát triển cổ dài và thân hình khổng lồ để ăn các tán cây cao. Nguồn thức ăn phong phú cho phép chúng tiêu thụ lượng thức ăn lớn mỗi ngày để duy trì kích thước đồ sộ. Ngoài ra, loài khủng long như Triceratops với bộ hàm mạnh mẽ và sừng bảo vệ cũng tận dụng các loài thực vật thấp và cây bụi, giúp chúng đạt được kích thước lớn hơn nhờ vào nguồn thức ăn đa dạng. Các loài khủng long như Hadrosaurus, một loài khủng long mỏ vịt phổ biến, có thể phát triển cơ thể lớn hơn nhờ tiếp cận dễ dàng với thực vật thấp và cây bụi. Những loài này di chuyển thành đàn lớn và dựa vào nguồn thực vật phong phú để tồn tại và phát triển. Sự phát triển kích thước của khủng long ăn cỏ cũng tạo áp lực lên các loài khủng long săn mồi. Loài khủng long ăn thịt khổng lồ như bạo chúa T-Rex phải tiến hóa kích thước lớn hơn để có thể săn bắt các loài khủng long ăn cỏ có kích thước lớn như Hadrosaurus hay Triceratops. Thực vật phong phú trong kỷ phấn trắng không chỉ là nguồn thức ăn mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các loài khủng long. Các loài ăn cỏ lớn hơn có lợi thế khi tiếp cận được với các tán cây cao hơn, trong khi các loài nhỏ hơn phải thích nghi với việc ăn các loài cây thấp và cây bụi. Ví dụ loài Iguanodon với cấu trúc hàm khỏe đã thích nghi với việc tiêu thụ thực vật thấp. Điều này cho phép nó phát triển lớn mà không cạnh tranh trực tiếp với các loài sauropod cao lớn. Sự cạnh tranh này đã thúc đẩy các loài khủng long tiến hóa để đạt được kích thước và cấu trúc cơ thể phù hợp với nguồn thức ăn có sẵn. Các hệ sinh thái phức tạp trong kỷ phấn trắng, từ rừng rậm cho đến đồng cỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp môi trường sống lý tưởng cho khủng long. Titanosaurus phát triển mạnh trong các khu rừng nhiệt đới, nơi tán cây cao cung cấp lượng thức ăn dồi dào. Trong khi đó, các loài như Triceratops hay Ankylosaurus lại sinh sống ở các khu vực đồng cỏ và rừng thấp, nơi cây bụi và cỏ là nguồn thực phẩm chính. Hệ sinh thái phong phú này không chỉ cung cấp thức ăn mà còn tạo ra môi trường sống đa dạng, giúp các loài khủng long sinh trưởng và phát triển. Các loài sống thành bầy như Hadrosaurus có thể tìm được nhiều loại thực vật khác nhau, từ đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kích thước và số lượng. Khủng long trong kỷ phấn trắng đẻ trứng ngoài cơ thể. Điều này cho phép chúng sinh ra nhiều con non nhỏ và phát triển nhanh chóng nhờ nguồn thực vật phong phú. Các con non của Titanosaurus hay Iguanodon ban đầu rất nhỏ, nhưng nhờ môi trường giàu dinh dưỡng, chúng phát triển nhanh chóng đến kích thước trưởng thành. Nhờ khả năng đẻ trứng và sự phát triển nhanh chóng của con non, khủng long có thể tăng kích thước mà không bị hạn chế bởi khả năng sinh sản. Điều này giúp các loài khủng long ăn cỏ và ăn thịt duy trì kích thước khổng lồ mà vẫn phát triển mạnh mẽ trong suốt kỷ phấn trắng. Cách đây 145 đến 66 triệu năm trước là thời kỳ đỉnh cao về sự đa dạng sinh học của khủng long, trước khi chúng bị tuyệt chủng do sự kiện thiên thạch. Trong giai đoạn này, khủng long được chia thành hai nhánh chính: Onithidia, hồng chim, và Saurischia, hồng thằn lằn. Saurischia lại phân hóa thành sauropod, khủng long cổ dài ăn cỏ, và theropod, khủng long săn mồi. Mỗi nhóm đều có những đại diện nổi bật thống trị hệ sinh thái trong kỷ phấn trắng. Onithidia bao gồm các loài khủng long ăn cỏ với cấu trúc xương chậu giống chim hiện đại. Chúng phát triển mạnh trong kỷ phấn trắng với nhiều dòng họ nổi bật như Ceratopsia, Ankylosauria và Ankylobolesia. Mỗi dòng họ đều có những đặc điểm phòng thủ độc đáo, giúp chúng chống lại kẻ săn mồi. Ceratopsia, dòng họ này nổi tiếng với những loài khủng long có sừng và điểm xương trên đầu, chẳng hạn như Triceratops. Chúng chủ yếu sống ở Bắc Mỹ và thường dài đến 9 mét, nặng khoảng 12 tấn. Các loài Ceratopsia sử dụng sừng và điểm xương cứng cáp để tự vệ trước các loài săn mồi mạnh mẽ như Tyrannosauridae. Ankylosauria, nhóm khủng long bọc giáp với cơ thể thấp, rộng và được bao phủ bởi lớp giáp xương dày,
Đặc trưng của Ankylosauria là những chiếc đuôi có khối xương lớn giống như búa, có thể được sử dụng để tấn công kẻ thù. Nhờ lớp giáp bảo vệ chắc chắn, Ankylosauria tồn tại chủ yếu ở Bắc Mỹ và châu Á, là những sinh vật phòng thủ tuyệt vời trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm. Ankylopolesia. Dòng họ này bao gồm các loài khủng long mỏ vịt, nổi bật với các đại diện như Hadrosauridae và Iguanodon. Những loài trong nhóm này có khả năng di chuyển bằng cả hai hoặc bốn chân, với bộ răng phẳng, thích hợp cho việc nhai thực vật. Trong kỷ phấn trắng, theropod phát triển nhiều dòng họ đa dạng, từ khủng long ăn thịt khổng lồ đến các loài săn mồi nhỏ hơn nhưng cực kỳ linh hoạt, Tyrannosauridae. Dòng họ này bao gồm những kẻ săn mồi khổng lồ và mạnh mẽ nhất của kỷ phấn trắng. Maniraptora, nhỏ hơn nhưng rất linh hoạt. Maniraptora bao gồm các loài săn mồi nổi tiếng như Velociraptor và cả dòng họ khủng long lai chim. Trong khi Velociraptor có kích thước nhỏ, di chuyển nhanh và săn mồi theo bầy, sử dụng móng vuốt sắc nhọn để tấn công, thì khủng long lai chim lại có vẻ lành tính hơn. Các loài giống chim như Deinocheirus có thân hình cao lớn, nhưng dường như chủ yếu ăn thực vật hoặc côn trùng nhỏ thay vì săn bắt con mồi lớn. Dù có thân hình to lớn, chúng lại nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, ít hung hãn hơn các loài Dromaeosauridae loi choi. Trong suốt hành trình, mình đã luôn nhắc đến sự lựa chọn của khủng long. Vào lúc thuận lợi nhất, huy hoàng nhất, khủng long đã chọn tiến hóa theo con đường to lớn. Càng to lớn, càng dễ ăn hiếp kẻ yếu. Càng to lớn, càng có được nhiều thức ăn. Nhưng càng to lớn, chúng lại không tránh được những thảm họa to hơn cả thân hình chúng. Triều đại khủng long lụi tàn vào 65 triệu năm trước, một vài loài nhỏ bé đã học tập tổ tiên của khủng long, như khoác lên mình bộ lông, như lông tơ. Nhỏ bé để dễ kiếm ăn và tìm nơi trú ẩn, chính là các động vật có vú cổ đại. Một số loài Maniraptora đã duy trì những đặc điểm này của tổ tiên. Chúng lựa chọn tương tự các loài có vú, nhỏ bé, khoác lên mình bộ lông, nhưng là lông vũ. Lần này, chúng trang bị thêm cho bản thân thứ mà tổ tiên không có, thứ có thể mang chúng đi bất cứ đâu, chính là đôi cánh.